thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Nhiễm khuẩn hô hấp thì là một cái bệnh lý rất thường gặp và nó đặc biệt là yếu tố nguy cơ nguy hiểm ở trong một số nhóm các đối tượng như là bệnh phổi mãn tính, như là những cái bệnh lý về thận mãn tính và bệnh lý về suy tim vân vân. Và đối với cả bác sĩ lâm sàng chúng ta thì nhiễm khuẩn hô hấp là một trong những cái bệnh lý mà chúng ta cũng sẽ rất khó tiên lượng trong chẩn đoán cũng như là điều trị. Và hôm nay thì thay mặt ban tổ chức của hội nghị VNIS năm 2018 thì chúng tôi xin cảm ơn công ty Sanofi đã tổ chức cái buổi hội thảo với cái chủ đề là dự phòng và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp. Dự phòng và điều trị, đúng không ạ? Và cái từ mà dự phòng là chúng ta thấy rằng là rất là quan trọng. Chứ để đến lúc mà bị bệnh thì là điều trị nó cũng rất khó khăn. Và nội dung chương trình của buổi hội thảo thì gồm hai nội dung. Nội dung đầu tiên đấy là bài trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương là sử dụng kháng sinh trong điều trị ngoại trú nhiễm khuẩn đường hô hấp. Và bài thứ hai là nhiễm cúm ở bệnh lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gánh nặng và giải pháp. Và ban tổ chức cũng hy vọng rằng là với hai cái nội dung của bài trình bày ngày hôm nay thì cũng đưa ra được những cái kiến thức để chúng ta cùng thảo luận là đối với cả những trường hợp mà nhiễm khuẩn hô hấp như vậy thì cái phác đồ điều trị cũng như là dự phòng sẽ thực hành trên lâm sàng như thế nào. Và cũng thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn công ty Sanofi đã cho chúng tôi được cơ hội đến để chia sẻ với các quý vị đồng nghiệp, quý vị thầy cô những cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức của mình trong nhiễm khuẩn hô hấp. Và lời cuối cùng thì tôi xin kính chúc sức khỏe các thầy các cô và kính chúc cho buổi hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Và sau đây thì theo chương trình tôi sẽ trình bày cái nội dung đầu tiên, đấy là bài về sử dụng kháng sinh trong điều trị ngoại trú của nhiễm khuẩn hô hấp. Phải hơi tối nhé. Về phần trình bày của tôi thì sẽ gồm có 3 phần. Một là phần về đại cương của nhiễm khuẩn hô hấp. Phần thứ hai đấy là vai trò của quinolone trong nhiễm khuẩn hô hấp. Và phần cuối cùng đấy là điểm qua các khuyến cáo trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp ngoại trú. Như quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp biết thì nhiễm khuẩn hô hấp là một cái tình trạng bệnh lý khá phổ biến. Và với cái nhiễm khuẩn hô hấp mà thông thường thì chúng ta sử dụng những cái kháng sinh cũng như là cái phác đồ điều trị với những cái kháng sinh thì chúng ta cũng thấy rằng là nó có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, nhiễm khuẩn hô hấp cũng là một trong những cái thách thức đối với cả một số nhóm, những cái đối tượng bệnh nhân đặc biệt. Điều trị nhiễm khuẩn hô hấp thành công thì cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một là nhận biết sớm cái tình trạng nhiễm trùng và đặc biệt là đối với cả cái nhóm mà bệnh lý mãn tính. Ở đường hô hấp, ví dụ như là hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, rồi những cái bệnh lý về thận, tim mạch, đái tháo đường. Và với cái việc mà nhận biết sớm cũng như là điều trị đúng như vậy thì nó sẽ quyết định cái tỷ lệ thành công. Điều trị kháng sinh kịp thời và phù hợp. Và ở đây nữa, với cái cách tiếp cận mới đối với cả nhiễm khuẩn, điều trị nhiễm khuẩn nói chung và nhiễm khuẩn hô hấp nói riêng thì cái việc tiếp cận thì các bác sĩ phải quan tâm đến cái việc mà tối ưu liều kháng sinh với cái mục tiêu của động lực học cũng như động dược học của thuốc và để làm thế nào để đạt hiệu quả diệt khuẩn tối đa. Thì cái này là cái mà trên lâm sàng chúng ta phải thực sự quan tâm xem là đối với cả những cái vi khuẩn thường gặp ở cái nhóm nhiễm khuẩn như vậy thì chúng ta sẽ chọn cho là kháng sinh gì. Rồi phụ thuộc vào cái dược động học thì cái cách sử dụng kháng sinh, cách hướng dẫn bệnh nhân dùng ra làm sao về cái việc mà đường dùng kháng sinh cũng như là cái khoảng đưa liều kháng sinh thì để giúp cho cái việc mà đạt hiệu quả tối đa về diệt khuẩn. Và ở một điểm nữa, đấy là những cái sự thay đổi về dược động học trong cái nhiễm khuẩn nặng. Và vi khuẩn gây bệnh trong nhiễm khuẩn hô hấp thì nó cũng thay đổi. Ngoài cái đặc điểm đấy là dịch tễ của học của môi trường thì nó còn phụ thuộc vào cái bệnh lý nền, bệnh lý đồng mắc như là đái tháo đường hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là xơ gan, rồi tiền sử cái sử dụng kháng sinh trước đó. Và cái việc mà bệnh nhân mà có những cái nhóm bệnh mãn tính và đã có tiền sử dùng kháng sinh
thì cái phác đồ của các bác sĩ lâm sàng khi chọn cái kháng sinh trong cái đợt nhiễm khuẩn này chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Chứ không phải là với một cái bệnh nhân mà có cái tiền sử dùng, không dùng kháng sinh với những bệnh nhân mà thường dùng kháng sinh mà chúng ta lại chọn những cái phác đồ giống nhau. Vâng, thì cái đấy là cái mà trên thực tế lâm sàng chúng ta phải hết sức lưu ý. Rồi cái sự có mặt của các tác nhân gây bệnh đặc biệt trong những cái thời điểm mà bệnh nhân mắc bệnh, thì cái điều này là trên thực tế lâm sàng các bác sĩ chúng ta cũng phải quan tâm. Cái nghiên cứu về dịch tễ, cái tác nhân gây nhiễm khuẩn hô hấp ở trong cái nhóm mà viêm phổi cộng đồng, thì chúng ta thấy rằng là với một kết quả công bố nghiên cứu thì chúng ta gặp với tỷ lệ nhiều nhất đấy là phế cầu khoảng 30%, sau đấy là Klebsiella pneumoniae 15%, Haemophilus influenza, rồi có thể gặp trực khuẩn mủ xanh, catalalit. Và ở trong này thì là có nhóm, chúng ta thấy rằng là có 25% là gặp cái nhóm vi khuẩn không điển hình. Thì với cái đặc điểm mà về vi khuẩn học ở trong nhiễm khuẩn hô hấp, chúng ta cũng phải quan tâm khi mà chúng ta chọn lựa kháng sinh, đặc biệt ở những cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta điều trị, gọi là điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Và đặc biệt nữa là gì? Nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là không phải là một, có 15-20% trường hợp là bệnh nhân không phải là chỉ nhiễm một loại vi khuẩn mà người ta dùng phối hợp nhiều loại vi khuẩn. Và một cái điều nữa đấy là gì? Cái tác nhân gây bệnh nó cũng có thể định hướng được cái yếu tố, tức là cái về mặt vi sinh học, vi khuẩn học. Thì đối với cả nhóm bệnh nhân mà ngoại trú và không có các yếu tố bệnh nặng, thì chúng ta thấy rằng là vi khuẩn thường gặp đấy là phế cầu, mycoplasma, Haemophilus influenza. Và với cái vi khuẩn như vậy thì cái tỷ lệ tử vong dưới 5%. Thế còn đối với trường hợp mà bệnh nhân điều trị ngoại trú và có các yếu tố mà nguy cơ làm cho bệnh nặng, thì ngoài những cái vi khuẩn thường gặp ở trong cái nhóm ngoại trú mà không có các yếu tố nguy cơ, thì chúng ta còn thêm là vi khuẩn gram âm. Và với nhập viện điều trị ở nội khoa, rồi nhập viện và điều trị ICU, thì chúng ta thấy rằng là với nhóm này thì cái đặc điểm về vi khuẩn học nó cũng thêm những cái nhóm bệnh nhân, nhóm vi khuẩn mà nó gây bệnh, làm nguy cơ cái diễn biến bệnh nặng lên. Thế thì với ở đây chúng ta thấy rằng là cái mức độ nặng và cái tác nhân gây bệnh là nó có cái mối liên quan. Và về chiến lược điều trị thì chúng ta phải chọn lựa như thế nào để đạt được cái hiệu quả của kháng sinh, rồi đánh giá về cái thời gian dùng kháng sinh là bao nhiêu, mức độ nặng của bệnh, bệnh lý đồng mắc, có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh hay không. Tức là về hỏi về tiền sử dùng kháng sinh, rồi tiền sử bệnh nền để mình đánh giá xem là cái nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh và đặc biệt là nhiễm trực khuẩn mủ xanh kháng thuốc. Rồi tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn tại địa phương và dựa vào những cái hướng dẫn điều trị tại địa phương như vậy. Thì với những cái đặc điểm như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả trong cái phác đồ điều trị. Phần thứ hai đấy là tôi trình bày về vai trò quinolone trong nhiễm khuẩn hô hấp. Thì chúng ta thấy rằng là nhiễm khuẩn hô hấp với những cái đặc điểm bệnh có thể là diễn biến nó đơn giản, nhưng mà cũng có những trường hợp diễn biến phức tạp như vậy, thì chúng ta chọn lựa thuốc như thế nào. Thì đối với cả quinolone thì quan tâm đến dược lực học đối với cả cái nhóm vi khuẩn mà chúng ta nghe thấy, thì đối với các bác sĩ lâm sàng chúng ta thì chúng ta thấy rằng là đây là cái nhóm vi khuẩn mà nó tiên lượng rất là khó, điều trị cũng gặp nhiều khó khăn và thường gặp ở những cái đối tượng bệnh nặng. Đây là nhóm trực khuẩn mủ xanh. Thì với các nghiên cứu về dược lực học của nhóm quinolone là levofloxacin và ciprofloxacin, thì trên đối với vi khuẩn trực khuẩn mủ xanh thì phải với tỷ lệ đạt AUC và MIC phải trên 125 thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả diệt khuẩn. Thì đối với hai nhóm thuốc này thì chúng ta thấy rằng là với cái tỷ lệ đạt AUC và MIC lớn hơn 125 của ciprofloxacin là 81,5% và levofloxacin là 85,4%. Cho nên là quinolone dùng để điều trị trực khuẩn mủ xanh thì mình sẽ chọn lựa là cipro và levofloxacin. Thì cái này là cái mà trên hướng dẫn lâm sàng chúng ta, đối với trường hợp bệnh nhân vào mà có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh, đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân có bệnh mãn tính, COPD hoặc là giãn phế quản, thì mình phải cân nhắc để sử dụng, chọn cái nhóm quinolone cho nó phù hợp. Tìm hiểu về đặc điểm của dược lực học của levo và ciprofloxacin trên cái nhóm vi khuẩn gram âm E. coli, thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm vi khuẩn này nó nếu mà AUC và tỷ lệ MOC và MIC dưới 100 thì nó làm tăng nguy cơ xuất hiện chủng kháng thuốc. Thì với nhóm levofloxacin với cả cái căn nguyên là E. coli thì chúng ta thấy rằng là mình lại dùng lại phải liều cao
hơn, tức là bình thường có thể dùng liều 500mg một ngày, thì đối với cả nhóm mà nghi ngờ nhiễm E. coli thì nếu mà chúng ta dùng cái liều 750 thì với cái tỷ lệ AUC và MIC thì nó trên 100, tức là 141 trên 100, cái mức khoảng 100-125. Thì với cái đặc điểm như vậy thì dùng levofloxacin với liều 750mg thì thấy rằng là đạt hiệu quả trong cái nhiễm vi khuẩn E. coli. Và điểm qua các nghiên cứu về đánh giá cái hiệu quả và độ an toàn của cái nồng độ cao của levofloxacin để đạt được cái hiệu quả diệt khuẩn đối với các nhóm vi khuẩn, thì chúng ta thấy rằng là với cái nhóm mà bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi cộng đồng thì dùng cái liều levofloxacin 1g một ngày trong 7 ngày thì cũng đạt hiệu quả và an toàn. Chúng ta chỉ sợ là nâng liều cao lên thì đạt được về mặt dược lực học, nhưng mà có nguy cơ những cái tác dụng phụ cũng như là những cái phiền phức cho người bệnh hay không, thì người ta thấy rằng là với cái liều cao thì đạt hiệu quả nhưng mà an toàn. Rồi đối với cả cái nhóm mà bệnh nhân điều trị ngoại trú, thì ở đây với những trường hợp mà dùng liều levofloxacin 500mg một ngày, ở những trường hợp mà viêm phổi cộng đồng mức độ nhẹ mà người ta nghĩ nhiều đến do phế cầu, thì chúng ta thấy rằng là cái đề nghị hợp lý là gì? Chúng ta sẽ tăng cái liều levofloxacin 500mg trên 2 lần một ngày đối với những trường hợp mà bệnh nhân nhập viện. Tức là với những cái tỷ lệ mà cái nồng độ của levofloxacin nó cao thì nó sẽ đạt được hiệu quả và nó vẫn đảm bảo được cái tính an toàn. Tìm hiểu về dược động học thì người ta thấy rằng là cái nhóm levofloxacin thì có khả năng thấm vào mô đích ở là mô phổi cao hơn so với thương từ 2 đến 5 lần, và cái này nó cũng đánh giá được cái tăng hiệu quả của cái thuốc ở cái cơ quan gây bệnh. Khi so sánh cái sự thấm vào cái biểu dịch lót của biểu mô phổi thì ở nhóm levofloxacin cao hơn có ý nghĩa thống kê với ciprofloxacin, cho nên là với cái khuyến cáo là trong cái điều trị viêm phổi thì để cân nhắc giữa nhóm cipro và nhóm levofloxacin, thì với các nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là mình có thể chọn cái nhóm levofloxacin vì nó ngấm vào cái dịch lót của biểu mô phổi nó tốt hơn. Và levofloxacin thì thế hệ 3 là có cái tính phổ kháng khuẩn rộng và có hiệu lực trên lâm sàng, đặc biệt là đối với cả kháng trực khuẩn mù xanh, như là chúng ta đã quan tâm đến dược lượng học với cái nồng độ AUC và MIC. Và quinolone mà nó ở cái nhóm mà chúng ta nghĩ trên lâm sàng, chúng ta nghĩ là bệnh nhân nhiễm cái phế khuẩn mà kháng, thì chúng ta cũng có thể dùng cái nhóm levofloxacin cùng với mociflofloxacin. Một cái nghiên cứu điểm qua là khi mà dùng liều cao như vậy thì cái tác dụng phụ có ảnh hưởng gì không, và đặc biệt ở đây người ta quan tâm đến cái rối loạn về nhịp tim, thì levofloxacin với liều là 1000mg, tức là hai lọ loại 500mg một ngày, thì có thay đổi khoảng QT trong nằm giới hạn cho phép và không làm tăng những cái biến cố ngoại ý khi mà điều trị với cái liều so sánh. Thì với những cái nghiên cứu thử nghiệm trên lâm sàng như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta yên tâm là khi mà chúng ta dùng liều cao đạt được về đảm bảo về dược lực học, đảm bảo về diệt khuẩn, thì cũng yên tâm là nó cũng sẽ không có làm tăng cái biến cố ngoại ý hơn so với cả cái nhóm liều chúng ta vẫn thường dùng. Và trên thực tế lâm sàng khi mà chúng tôi điều trị những cái trường hợp bệnh nhân nặng nhập viện ở khoa ở trung tâm chúng tôi, thì chúng tôi cũng thấy rằng là với liều cao levofloxacin thì nó cũng đạt được hiệu quả và nó an toàn, chứ chúng ta không quá lo lắng là với cái liều cao thì làm tăng cái nguy cơ ở bệnh nhân so với cả cái liều thông thường. Một cái nghiên cứu được công bố vào năm 2000 để so sánh nhóm đối chứng, một nhóm là dùng levofloxacin và một nhóm là dùng nhóm beta-lactam và phối hợp macrolide. Thì với cái nghiên cứu công bố này thì chúng ta cũng thấy là đối với cả cái nhóm mà dùng levofloxacin thì cũng thấy tỷ lệ thời gian nằm viện, thời gian phải truyền kháng sinh và tỷ lệ nhập viện của những cái bệnh nhân nguy cơ thấp, tức là đối với cả cái nhóm mà điều trị ngoại trú, thì thấy có xu hướng là nó thấp hơn so với ở nhóm dùng beta-lactam phối hợp với macrolide. Một cái nghiên cứu phân tích gộp với rất nhiều các nghiên cứu được công bố năm 2008 để so sánh đối chứng giữa hiệu lực của quinolone so với beta-lactam phối hợp với macrolide, thì ta thấy rằng là với cái phân tích, kết quả phân tích gộp như vậy thì cái xu hướng có vẻ là cái hiệu lực của nhóm quinolone có cao hơn so với cả nhóm beta-lactam phối hợp với macrolide. Ta có xu hướng nhưng mà nó cũng chưa đủ những cái ý nghĩa thống kê để mình đưa ra những cái kết luận. Và trong cái nhiễm khuẩn đường hô hấp
đặc biệt là trong cái nhóm mà nhiễm khuẩn cộng đồng thì ta thấy rằng là vi khuẩn điển hình với cái công bố nghiên cứu là có thể gặp đến 25% trong cái nhóm nguy cơ gây bệnh. Và vi khuẩn điển hình, không điển hình này thì nó là cái dạng mà thiếu vách tế bào, nó chỉ phát triển trong nội bào và X-quang và lâm sàng thì không giúp phân biệt được, đúng không? Và trên lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là những cái diễn biến thì nó cũng diễn biến thông thường như cái nhiễm khuẩn điển hình khác, ví dụ như là ho khạc đờm rồi sốt, và trên X-quang thì nó cũng không có gì đặc hiệu. Và lâm sàng thì cũng không giúp dự đoán được cái vi khuẩn gây bệnh. Và điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm thì lúc này chúng ta cũng phải tìm những cái kháng sinh mà có phổ tác động đến vi khuẩn không điển hình và xuyên thấm được mô đích và duy trì được cái nồng độ cao ở cái cơ quan tổn thương. Thì đấy là những cái mà nhiễm khuẩn hô hấp thì chúng ta gặp với cái tỷ lệ vi khuẩn không điển hình. Thì cái việc mà chúng ta chọn kháng sinh thì chúng ta cũng phải lưu tâm đến như vậy. Và với cái điều trị vi khuẩn không điển hình thì chúng ta thấy rằng là levofloxacin thì nó đạt được cái phổ hoạt tính rộng và nó có thể bao phủ được cái nhóm vi khuẩn mà gây bệnh đường hô hấp, đặc biệt kể cả vi khuẩn không điển hình. Và điểm qua các nghiên cứu để tìm hiểu về hiệu quả của levofloxacin trên cái vi khuẩn không điển hình thì với cái nhóm vi khuẩn gây bệnh là pneumonia, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là tất cả cái vi khuẩn không điển hình Lenodizola rồi Chlamydia hoặc là Mycoplasma thì ta thấy rằng là đều đạt hiệu quả trong cái nhóm mà vi khuẩn không điển hình. Thì đối với cả những trường hợp trên lâm sàng mà chúng ta thấy rằng là dùng những cái kháng sinh mà phủ được thì chúng ta cũng có thể chọn lựa được nhóm Quinolone. Đấy là trong những trường hợp mà các nghiên cứu điểm qua về nhiễm khuẩn hô hấp ở trên viêm phổi cộng đồng. Thế còn đối với cả trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với cái tình trạng mà nó giảm lưu lượng khí, và đặc biệt là ở những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mặc dù các đồng nghiệp cũng đã kê những cái đơn để điều trị duy trì, nhưng mà bệnh nhân vẫn có nguy cơ bị những cái đợt cấp do virus rồi bội nhiễm vi khuẩn. Và cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những yếu tố mà tiên lượng nặng của bệnh. Với cái đánh giá mức độ nặng của bệnh theo GOLD 2017-18, cái cập nhật những GOLD mới nhất, thì chúng ta thấy rằng là để đánh giá phân loại ABCD thì một trong những cái tiêu chí đấy là hỏi về tiền sử đợt cấp trong vòng 12 tháng trước. Thế thì với cái việc mà để xác định là bệnh nhân đợt cấp, để chọn phác đồ điều trị trên một bệnh nhân mà bị đợt cấp tái đi tái lại dùng rất nhiều kháng sinh. Cái thứ hai nữa là chọn cái kháng sinh như thế nào, phát hiện sớm, điều trị ra làm sao thì sẽ làm giảm được cái tỷ lệ mà bệnh nhân nhập viện, tỷ lệ bệnh nhân nhập nặng, bệnh nhân diễn biến nặng, phải có khi là có trường hợp phải đặt nội khí quản rồi thở máy xâm nhập. Thì cái việc mà sử dụng kháng sinh cũng như là chọn cái thời điểm kháng sinh, và trong cái kế hoạch hành động ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì khuyến cáo ta thấy rằng là phải có cái kế hoạch hành động, tức là chính bệnh nhân phải phát hiện những cái dấu hiệu nhiễm trùng sớm để điều trị sớm, thì nó sẽ giúp được bệnh nhân thoát được những cái đợt mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng phải nhập viện điều trị. Và bên cạnh đấy thì cái việc mà tiêm cái vaccine dự phòng để làm nào bệnh nhân giảm cái nguy cơ bị nhiễm cúm hàng năm đối với cả bệnh nhân đợt cấp COPD thì cũng là một trong những khuyến cáo của GOLD trong những năm gần đây. Và các nghiên cứu chứng tỏ rằng khi mà chúng ta dùng những cái phương pháp dự phòng đợt cấp thì nó làm giảm cái tỷ lệ đợt cấp đi rất nhiều. Thế thì với điểm qua ba cái nghiên cứu về cái hiệu quả của levofloxacin trong cái điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì một nghiên cứu được công bố vào năm 2005, nghiên cứu này tiến hành ở trên 500 bệnh nhân bị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và đây là nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi đa trung tâm và so sánh giữa dùng levofloxacin 500 với liều 500mg trong 7 ngày với nhóm macrolid với liều là 500mg trong vòng 10 ngày. Thì thấy rằng là người ta nghiên cứu thấy tỷ lệ sạch vi khuẩn ở nhóm dùng quinolone cao hơn với P dưới 0,001. Và cái nghiên cứu thứ hai cũng nghiên cứu trên độ khoảng 600 bệnh nhân, thì so sánh cái levofloxacin với liều 500mg điều trị 10 ngày và cefuroxim với liều là 500mg trong 10 ngày, thì theo dõi thì cũng thấy rằng là cái tỷ lệ thành công lâm sàng tương đương giữa hai nhóm. Và một cái nghiên cứu đánh giá về cái tỷ lệ nhập viện giữa hai nhóm, một nhóm là dùng levofloxacin và một nhóm là điều trị kháng sinh so sánh, đấy là dùng cefuroxim rồi clarithromycin, thì người ta thấy rằng là đối với cả nhóm quinolone thì qua cái nghiên cứu trên 120 bệnh nhân này thì cũng thấy rằng là cái tỷ lệ nhập viện ở
bị thất bại điều trị ngoại trú mà bắt buộc bệnh nhân phải nhập viện ở nhóm dùng quinolone thì thấp hơn. Thì điểm qua những nghiên cứu như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là quinolone cũng là một cái kháng sinh được chỉ định điều trị trong cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngoại trú. Phần cuối cùng đấy là tôi điểm qua những cái khuyến cáo trong cái điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, đặc biệt là ngoại trú. Thì với cái hướng dẫn điều trị cái viêm phổi mắc phải cộng đồng ngoại trú theo cái hội nhiễm trùng với hội lồng ngực Mỹ thì chúng ta cũng thấy rằng là cái lựa chọn đầu tiên ở những cái bệnh nhân mà khỏe mạnh và không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc thì chúng ta sẽ chọn cái nhóm là macrolide hoặc là doxycycline. Còn đối với những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh đồng mắc như là bệnh mãn tính, tim, phổi, gan, thận, rồi đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh ác tính, cắt lách, những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, dùng các thuốc ức chế miễn dịch. Tức là với những cái nhóm bệnh nhân này, cái nguy cơ nhiễm cái phế cầu kháng thuốc cũng như là cái yếu tố tiên lượng là nó nặng hơn rất nhiều. Cho nên là người ta cũng, rồi tiếp đến là gì? Dùng cái kháng sinh trong vòng 3 tháng trước và có nguy cơ nhiễm phế cầu kháng thuốc. Thì với những cái nhóm bệnh nhân này mà điều trị ngoại trú thì với hướng dẫn chúng ta cũng thấy rằng là sẽ dùng cái nhóm quinolone đường hô hấp moxifloxacin hoặc levofloxacin, hoặc là gì, hoặc là dùng beta lactam phối hợp với macrolide. Thì đây là những cái hướng dẫn, và rõ ràng là cái việc mà khai thác những cái tiền sử bệnh sử của bệnh nhân về những cái bệnh đồng mắc và đặc biệt là cái tiền sử mà dùng kháng sinh là những cái mà chúng ta phải hết sức lưu ý trên lâm sàng và để chúng ta chọn cái phác đồ điều trị. Và rõ ràng bằng với cái việc mà phát triển của y học hiện nay thì cái nhóm bệnh nhân mà các bệnh đồng mắc này rất là nhiều, đúng không? Với cái tỷ lệ bệnh nhân bị ung thư, rồi điều trị những bệnh nhân bị bệnh lý miễn dịch, rồi những cái bệnh nhân mà bị bệnh hô hấp mãn tính, thì cái này là cái mà các quý vị đồng nghiệp sẽ lưu ý khi mà chúng ta kê đơn ngồi phòng khám điều trị cho những cái nhiễm khuẩn hô hấp ngoại trú. Với cái guideline hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn hô hấp ở châu Âu, chúng ta cũng thấy rằng là quinolone cũng được khuyến cáo dùng để điều trị trong cái nhiễm khuẩn hô hấp, và đặc biệt ở trong những cái phế cầu kháng thuốc, tỷ lệ kháng thuốc cao hoặc là trong đa kháng thì người ta cũng thấy rằng là có khuyến cáo. Ở Việt Nam thì với cái hướng dẫn trong điều trị ngoại trú nhiễm khuẩn đường hô hấp rồi nội trú nhiễm khuẩn đường hô hấp được công bố năm 2015 thì chúng ta thấy rằng là nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân có cái tiền sử dị ứng cái nhóm beta lactam thì cái việc lựa chọn sử dụng quinolone, và nếu nghi ngờ cái vi khuẩn không điển hình thì chúng ta cũng sẽ bổ sung để điều trị phối hợp levofloxacin với liều là 750 mg. Và với cái quyển hướng dẫn điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà quý vị đồng nghiệp đã được nhận trong cái hội nghị hội hấp Việt Nam vào năm nay là một cái guideline hướng dẫn trong chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cập nhật nhất, thì trong các guideline này thì các nhà khoa học cũng đã xây dựng một cái phác đồ điều trị kháng sinh cho những cái bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và chia ra ở cái mức độ nhẹ, trung bình và nặng và những cái đối tượng mà yếu tố nguy cơ. Thì với cái hướng dẫn này thì cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo là đối với trường hợp mà bệnh nhân với cái triệu chứng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng lên đấy, mức độ nhẹ thì mình sẽ phải tìm hiểu những cái yếu tố xem là có cần phải dùng kháng sinh hay không. Chúng ta không phải là cứ bệnh nhân vào viện điều trị ngoại trú khó thở lên là mình phải đánh giá xem bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng hay không, tại vì có rất nhiều các nguyên nhân đợt cấp có thể là không do nhiễm trùng. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân ở mức độ mà nặng, trung bình và nặng và chúng ta thấy rằng là có nguy cơ là nhiễm trùng là phải dùng kháng sinh, người ta chia ra là cái nhóm mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và không có yếu tố nguy cơ về tiên lượng nặng như là bệnh nhân về tuổi, về tỷ lệ đo chức năng hô hấp và đặc biệt là tiền sử đợt cấp, tiền sử dùng kháng sinh, thì cái việc lựa chọn kháng sinh thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ cũng có sẽ cái hướng dẫn cụ thể. Và với cái hướng dẫn này thì chúng ta thấy rằng là nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ trung bình và chúng ta thấy rằng là cần điều trị ngoại trú thì cái việc mà lựa chọn kháng sinh thì ngoài cái nhóm cephalosporin thì chúng ta cũng có thể dùng cái quinolone trong cái lựa chọn điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở giai đoạn ngoại trú. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân phải nặng nhập viện thì cái việc mà sử dụng levofloxacin thì đấy cũng là khuyến cáo điều trị trong trực khuẩn mù xanh. Và với cái hướng dẫn điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện ở hội hấp châu Âu vào năm 2011 thì cũng thấy rằng là với cái lựa chọn khuyến cáo ở những cái bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ do trực khuẩn mù xanh và yếu tố nguy cơ có trực khuẩn mù xanh thì cái việc lựa chọn kháng sinh là cũng phải rõ ràng.
Cho nên đối với tất cả những cái bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện là đề nghị các bạn phải phân tầng các yếu tố nguy cơ. Bệnh nhân này có nguy cơ nhiễm trực khuẩn màu xanh hay không, hay là không có nhiễm trực khuẩn màu xanh, để mình chọn cái phác đồ điều trị kháng sinh phù hợp. Thế và khi mà chúng tôi đi được có cơ hội đi đến các tuyến điều trị của các quý vị đồng nghiệp thì hỏi là thế tại sao ở bệnh nhân này lại điều trị kháng sinh như này, thì có rất nhiều đồng nghiệp nói là bảo hiểm của em chỉ có thuốc như vậy, đúng không? Và đấy cũng là cái rào cản, và đấy là cũng là những cái khó khăn để chúng ta có thể áp được những cái phác đồ, áp được những cái guideline mà hướng dẫn. Đấy. Thì rõ ràng là những cái hướng dẫn thì người ta phải đánh giá rất nhiều các yếu tố để chọn được kháng sinh, nhưng mà lại gặp một cái rào cản là thuốc nó chỉ có như vậy, và cái chính đấy là cái rào cản làm cho chúng ta sẽ điều trị nó sẽ không đạt được cái hiệu quả tối đa. Vâng, ở trên đây là tôi điểm qua những cái về đặc điểm của quinolone trong nhiễm khuẩn đường hô hấp, và tôi có một số kết luận như thế này. Nhiễm khuẩn hô hấp là một cái tình trạng bệnh lý phổ biến và cần điều trị kháng sinh hiệu quả và kịp thời. Đặc biệt là trong cái quá trình điều trị thì cũng phải được theo dõi để đánh giá cái mức độ cái đáp ứng trên lâm sàng, và mình có thể thay đổi những phác đồ điều trị phù hợp, và đặc biệt là trên những cái đối tượng mà có nguy cơ. Và levofloxacin thì được chỉ định trong nhiễm khuẩn hô hấp điều trị cả ở ngoại trú và nội trú. Và với cái đặc điểm là thuốc với phổ kháng khuẩn rộng, thuận lợi về cái dược độc học, nó thâm nhập tốt vào nhu phô phổi, và nó cũng có những nghiên cứu chứng tỏ được cái tính an toàn trong sử dụng. Và trên đây là toàn bộ cái bài trình bày về vai trò của quinolone trong nhiễm khuẩn hô hấp ngoại trú. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, để tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Thọ.